có nên thay thế màn hình zin của VF3 bằng một bộ màn Android hay không? Câu hỏi này được rất nhiều anh chị quan tâm cũng như là khách hàng của Dubai Care cũng đang rất là thắc mắc. Thì ở trong video này em sẽ giải đáp cái vấn đề đó và mang đến cho anh chị em một dòng sản phẩm có thể tùy biến chiếc màn hình zin của VF3 trở thành một chiếc màn hình Android chạy hệ điều hành Android và có vô vàn những tính năng giải trí khác anh chị nhớ xem hết video để cảm nhận nhé và xin chào em là Đại Nguyễn đến từ trung tâm dịch vụ nâng cấp xe chuyên nghiệp Dubai Care. Như anh chị đã biết thì màn hình zin của VF3 được tích hợp cực kỳ nhiều tính năng liên quan đến khả năng vận hành của xe. Ví dụ như là chuyển chế độ lái này, bật chế độ cắm trại và rất nhiều những tính năng cảnh báo khác. Thế thì việc thay thế một bộ màn hình Android cho màn hình zin của VF3 em nghĩ là không khả thi bởi vì nó còn liên quan đến rất là nhiều cái như em vừa nói trên. À, ngay sau đây, không để cho anh chị em phải đợi lâu nữa thì em sẽ giới thiệu ngay cho anh chị một bộ sản phẩm có thể tùy biến được màn hình zin của VF3 trở thành một bộ màn hình Android. Và điểm đặc biệt của bộ sản phẩm này là có thể sử dụng hai hệ điều hành song song, đó chính là hệ điều hành của VinFast và hệ điều hành Android. Vâng và đây là bộ sản phẩm MHU Android được nghiên cứu và phát triển lắp đặt như zin cho chiếc xe VF3. Đây là thao tác chuyển giao diện, khi mà anh chị bấm vào nút nguồn, bấm giữ nút nguồn nó sẽ chuyển giữa hai giao diện VinFast và Android 10. Ở thì đây, em xin phép được giới thiệu qua trước về cái giao diện bên ngoài. Giao diện bên ngoài thì cực kỳ là dễ nhìn và đảm bảo mượt mà cho anh chị Ở giao diện màn hình chính của hệ điều hành Android này thì có những gì? Thứ nhất là một phần bên màn hình là bản đồ này Bản đồ ở đây được sử dụng là bản đồ Việt Map Thì khi mà anh chị lắp đặt bộ sản phẩm này thì được miễn phí sử dụng bản đồ Việt Map lên đến 3 năm Ở phía bên trái màn hình thì sẽ hiển thị thông tin của xe và khả năng vận hành của xe Ở đây thì sẽ được hiển thị đó là ô đô này, sang số này, số km còn đi được này, phần trăm pin này và phanh tay. Ngoài ra bộ sản phẩm này còn được tích hợp thêm tính năng cảnh báo mở cửa Đấy, khi mà anh chị ra vào cửa thì nó sẽ tự động báo ở trên màn hình và đây ở trên màn hình anh chị có thể nhìn thấy đây là giao diện ban ngày và khi mà anh chị đi buổi tối khi bật đèn lên thì sẽ chuyển đổi giao diện sang giao diện buổi tối và như em đã nói với anh chị ở đầu video đó chính là cái bộ sản phẩm này được tích hợp rất nhiều những cái ứng dụng giải trí đa nền tảng có rất nhiều xem vtv hoặc là xem youtube hoặc là rất rất nhiều những cái tính năng khác rất rất nhiều những cái phương tiện khác anh chị có thể khám phá ở trên này. Điểm nổi bật của sản phẩm này là còn được tích hợp thêm cả camera 360 thì chắc chắn rồi sẽ giúp cho anh chị lưu thông trên đường một cách an toàn hơn. À, quan sát rõ ràng từng góc từng cạnh của chiếc xe của mình, tránh tình trạng bị va quẹt. Em sẽ để hình ảnh ở đây để anh chị có thể tham khảo về cấu hình cũng như là giá cả của từng bộ sản phẩm. Để đảm bảo tính an toàn thì không chỉ riêng sản phẩm này mà rất nhiều những sản phẩm khác hiện tại đang được Dubai Care phân phối và lắp đặt trực tiếp tại cửa hàng đều làm rắc zin cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm khi lắp đặt sản phẩm nhé. Ngoài ra anh chị nào đang quan tâm đến những trang thiết bị nâng cấp cho xe thì có thể liên hệ với đường dây hotline em để phía bên dưới phần mô tả hoặc tới trực tiếp địa chỉ Dubai Care số 68 Đỗ Đức Dục Nam Từ Liêm Hà Nội để được tư vấn miễn phí và lắp đặt trang thiết bị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem hết video nhớ để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Dubai Care nhà em. Cảm ơn anh chị.